bạn nam. Mời bạn nữ. Bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn trai. Em tên là Võ Văn Hiệp. Em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là đang hỗ trợ phần kinh doanh của tại ngân hàng Sacombank. Em bao nhiêu tuổi? Dạ 30 ạ. Mời bạn gái. Dạ em chào chị Cát Tường ạ. Chào anh Quyền Linh ạ. Em chào quý vị khán giả. Chào bạn nam bên kia ạ. Em tên là Lê Thị Thảo. Em 31 tuổi ạ. Em làm kế toán tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở Lâm Đồng. Mình có ngại quen bạn trai mình nhỏ hơn mình một chút xíu không? Dạ miễn sao người đó chín chắn và có suy nghĩ. Không vấn đề gì hết ha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là tính em là thẳng thắn và em biết nấu ăn. Khuyết điểm của em thì nhiều khi em thấy thẳng thắn quá thì cũng không có tốt. Thì còn gì nữa? Bạn gái rung quá. Em bình tĩnh thôi, có gì đâu, không có gì rung hết. Bạn trai hát được không em? Tặng bạn gái một bài, bạn gái đang hồi hộp. Dạ, không phải sân trường nhưng mà một chút xíu chắc cũng được ạ. Nhiều khi anh thường mơ, mơ một mình ngồi ngân ngỡ. Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Để bạn trai bên đây nói trước đi cho bạn gái đỡ rung ha. Rồi. Bạn có khuyết điểm ưu điểm gì? Dạ ưu điểm của em là thể thao ạ. Thể thao. Dạ đặc biệt là đá bóng, em rất là thích đá bóng ạ. Còn gì nữa? Dạ ngoài ra thì em có thể làm được việc nhà, nấu nướng giặt giũ. Được rồi, biết nấu nướng giặt giũ là làm việc gia đình là được rồi, đàn ông vậy là tốt rồi. Có khuyết điểm gì không, tật xấu gì không? Dạ cái khuyết điểm lớn nhất của em đó là nói hết ạ. Với lại em hay bị tâm lý ở chỗ đông người ạ. Với lại em sợ những cái gì đó nó kinh dị quá. Sợ gì? Những cái thứ kinh dị anh. Ví dụ như sợ ma. Dạ giống giống vậy đó. Rồi sợ gì nữa? Những thứ giống ma. Thứ giống ma. Có thấy con ma chưa? Dạ trên phim ảnh. Trời ơi, đi chơi bạn gái sợ ma rồi sao trời? Dạ tại em có một mình á, dạ, nếu mà hai mình chắc là sẽ đỡ sợ hơn. Rồi bạn gái có sợ ma không? Dạ em sợ ma nhưng em thích coi phim kinh dị. Mốt có vé xem phim, hai bạn rủ nhau đi xem phim kinh dị, có ai sợ hơn ai ha. Rồi nãy giờ có nhớ ra được khuyết điểm gì của mình không? Khuyết điểm của em là em hay ngại trước đám đông, mất bình tĩnh và em cũng có một chút hơi nóng tính. Tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua hai mối tình, một mối tình thời sinh viên và một mối tình thì em chia tay cách đây hơn một năm. Lý do tại sao chia tay? Tại vì em thấy cái quan điểm sống của hai người càng ngày càng không có hợp nhau. Bạn trai mình trải qua mấy mối tình rồi bạn? Dạ em trải qua một mối tình chính thức và cũng vài mối tình đơn phương rồi chị. Tại sao chia tay? Dạ cũng hồi đó sinh viên em cũng hay chơi bóng nhiều quá anh. Xong rồi bỏ bê bạn gái đúng không? Dạ. Mê bóng mà bỏ bạn gái là không có được. Mai mốt á là phải chăm sóc bạn gái, dành thời gian cho bạn gái nha. Dạ. Thôi bây giờ để anh coi bạn gái sao mà nhút nhát dữ vậy. Nhát lắm. Trời dạ, gái dễ thương. Hàng ngày em vẫn nhút nhát vậy đó hả? Dạ không anh, tại là em trước đám đông này em hơi bị mất bình tĩnh. Bây giờ là bình tĩnh đi, hít thở thật sâu vô nè. Thôi thở ra, cười tươi lên. Đâu có gì đâu, khỏe chưa? Dạ em thấy đỡ nhiều rồi. Khỏe ra rồi ha. Bây giờ em muốn tìm người yêu thế nào, nói cho anh coi giống bên đây không? Người phải cao hơn em. Cao, có cao. Quá cao luôn. Em thích một người tròn tròn chứ em không thích ốm. Tròn. Có một người tròn. Có tròn đang đứng. Em thích một người làm trong công việc nó có tính chất sáng tạo á. Em làm việc sáng tạo không? Dạ có anh. Có, sáng tạo mới kiếm khách gì được chứ, gì nữa? Em muốn một người đã sống tình cảm, thiên về gia đình nhiều. Được không? Dạ được anh. Biết san sẻ việc nhà này kia, biết quan tâm đến mình, đến gia đình mình. Mẫu hình lý tưởng? Anh Quyền Linh ạ. Hả? Anh này cao hơn anh, trẻ hơn anh. Không tròn bằng anh. Tính tình dễ thương hơn anh. Rồi xong. Mẫu người lý tưởng của bạn trai là như thế nào? Thứ nhất thì em thích một phụ nữ có một cái nụ cười thiệt là tươi. Thích chơi thể thao một chút xíu cũng tốt. Hiền dịu một tí, đừng có cá tính quá. Còn gì nữa không? Nhiều lắm thôi. Bạn để hỏi em có chơi thể thao gì không em? Dạ em không có chơi thể thao. Cố gắng quen anh này, anh sẽ dẫn đi đá banh.
Nếu mà được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân? Dạ chắc khoảng một năm là... Sao em cao quá vậy? Dạ em cũng không biết nữa. Em cao mét mấy? Dạ 1m84 ạ. Hả? Được. Ngoại hình muốn cao thấp mập ốm tóc dài tóc ngắn, muốn kiểu hình dung như thế nào? À dạ nhắc tới ngoại hình mới nhớ. Đừng có gầy, gầy quá. Không có gầy đâu, yên tâm. Em thử hình dung bạn gái bên này như thế nào, em đoán thử cho coi cái linh cảm của em có đúng cái không? Cái linh cảm của em á hả? Chắc bạn sẽ không gầy ạ. Tính 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 tình thì cũng khá là hiền. Rất hiền, không gầy, bạn đã đoán đúng. Đúng gì nãy giờ thấy nhút nhát không dám nói là biết hiền rồi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chú thím và em trai của em. Chào anh Quỳnh Linh với chào các tường đang quay với chào bạn bên. Cháu trai thì cũng mạnh dạn, được, cũng vui vẻ. Thì thấy cũng được. Cho thêm ý kiến em trai, em ruột đúng không? Dạ em ruột của em. Em ruột rồi. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị các tường, chào tất cả mọi người, chào anh trai. Dạ em thì thấy anh trai có sở thích rất là giống em rồi. Em thích rất là thích đá banh. Em thấy anh thì cũng với chị cũng đứng tuổi rồi. Nên hãy suy nghĩ thật kỹ để đi đến cái quyết định chính chắn của mình. Dạ em cảm ơn. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với lại chị gái, em gái với lại mấy bạn đồng nghiệp ạ. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Em là chị ba của Hiệp. Bạn gái này cũng dễ thương. Nếu mà được thì hai đứa cho nhau một cơ hội để tiến tới. Gia đình mình có đưa ra tiêu chí muốn tìm con dâu như thế nào không? Dạ không, má em nói là dâu hiền là được, nhưng mà em thấy bé thì cũng hiền. Dạ em chào chị. Rồi em cảm ơn chị. Rồi bây giờ tới giây phút hai bạn gặp nhau, chúng tôi sẽ mở hàng rào ra. Rồi gửi tặng em. Dạ rồi em cảm ơn anh. Quá cao. Hai món quà nhỏ này là em tự tay em làm để gửi cho anh chị. À vậy hả? Em tự theo đó hả? Dạ em tự làm ạ. Rồi cảm ơn em nhiều. Cha dễ thương quá. Còn đây là món quà mà em đêm hôm qua em thức cả đêm để làm cho anh. Hy vọng là nó vừa với anh. Rồi cảm ơn em nhiều. Cái gì vậy? Cái đó là cái gì mà làm cả đêm tặng vậy? Mở ra coi thử anh coi. Mở ra xem được không? Dạ được ạ. Một cái nón len chị. Ồ. Đẹp quá. Đội vào đi em, đội vào. Ồ. Quá đẹp luôn. Đội vừa vừa, đội sâu quá, tao tưởng đi tu. Anh có thích món quà này không ạ? Thích em, đẹp. Em khéo tay quá không? Bữa nào làm anh mấy cái nữa nha. Chi vậy, làm cái làm chi mấy cái? Tao thức nguyên đêm mới làm được cái đó đó. Chúng ta bắt đầu trò chuyện đi các bạn. Em có muốn hỏi gì không? Em thích một người đàn ông chủ động hơn. Trước tiên thì anh thấy em rất là hiền và dễ thương. Em ở Lâm Đồng đúng không? Dạ đúng rồi. Có gần thành phố Đà Lạt không? Dạ không, em ở gần Bảo Lộc, Bảo Lâm ạ. Anh cũng có một dịp để đi lên trên đó, tại anh cũng chưa lên Đà Lạt bao giờ. Nghe nói Đà Lạt đẹp hơn, lại nghe nói con gái Đà Lạt cũng đẹp. Dạ thật ra em không phải gái gốc Đà Lạt. Cứ về thì tiền bạc ai giữ? Em cũng muốn là người quản lý tiền bạc trong gia đình. Em nghĩ là người phụ nữ thì nên giữ tiền thì sẽ tốt hơn. Nhưng mà anh không có cái quan niệm đó. Mình nên chia sẻ nhau một chút. Ví dụ như nếu em giữ hết thì anh cũng hơi khó. Tại vì quan niệm của em là em không có giữ hết tiền của anh. Ví dụ như là anh về anh đưa bao nhiêu rồi như thế nào đó, thì cái quỹ chung như thế nào đó để lo cho gia đình. Còn có vấn đề mà người đàn ông mà của em á, mà nghĩ là đi ra ngoài mà không có đồng trong túi là không có chuyện đó xảy ra. Trước khi quyết định bấm nút hay không bấm nút, chàng trai sẽ thể hiện cái tài năng của mình là một người mê bóng. Mê bóng đến nỗi mà bỏ bạn gái luôn đó hả? Dạ, đến với chương trình em cũng có một màn biểu diễn nhỏ nhỏ mà cũng lâu quá không gặp, nên có gì quý vị khán giả bỏ qua cho. Rồi. Wow. Dữ nha. Ở đây là cái sân khấu rất là khó. Hơi nhỏ. Tập quá mà tập nó người yêu bỏ luôn mà. Hôm nay mê bóng gì mê nha, nhưng mà nhớ là phải chăm sóc cái người mình yêu thương, quan trọng lắm nha em trai nha. Đây, đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ, bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu
và tiến tới hôn nhân. Một, hai, ba. Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Cao quá nha. Cao. Các bạn làm tôi cũng giật mình, tưởng nó không ai bấm hết trơn chứ. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Rồi, hôn nhau nào. Tin nè, thoải mái, cười nhiều nha. Để tụi em sẽ coi là các bạn biết gắn chắc tin á. Đầu tiên là sẽ mời chị giới thiệu giúp tụi em về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha chị. Bắt được. Dạ rồi, em mời chị, mình giới thiệu đi chị ơi. À, tôi tên là Lý Thị Phượng. Na 35 tuổi, hiện tại là bác sĩ. Hiện tại công tác tại trung tâm y tế. Lý Ngọc Phượng hả chị? À. Lý Ngọc Phượng là mình sinh năm bao nhiêu ạ? 1988. Sinh năm 88. Quê của mình là ở đâu chị Phượng? Bạc Liêu. Ở Phú Yên hả chị? Bạc Liêu hả? Ừ, quê Bạc Liêu. Là mình làm dược sĩ, là mình bán tiệm thuốc hay như thế nào? Tôi làm bên y khoa bác sĩ. À, làm y khoa bác sĩ là chị làm việc ở dưới Bạc Liêu luôn? Vâng. À, dạ rồi. À, bác sĩ mà chị là chuyên về khoa gì chị? Khoa nội. À, bác sĩ khoa nội. Hồi giờ là chị có lên Sài Gòn công tác hay làm việc ở trên Sài Gòn không? Ừ, cũng có lên đó học với là. À, có học ở trên này đúng không? Rồi, ok. À, chị Phượng chia sẻ một xíu về bản thân mình giúp em nha. À, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Mình có sở thích gì nha? Điểm mạnh của tôi là hoàn thành tốt cái công việc mình. Còn điểm yếu tôi là thường tính hay nóng. Ví dụ như chuyện gì làm cho chị nóng? Ừ? Chuyện gì làm cho chị nóng? Thì cũng như một câu chuyện mà cứ lặp đi lặp lại hoài á. Một câu chuyện mà cứ nói đi nói lại 2-3 lần là tôi sẽ không vui, thấy nóng, bực mình vậy á. Rồi, hồi giờ là chị có từng lập gia đình chưa hay là đã trải qua mấy mối tình rồi? Tôi chưa lập gia đình, đã từng trải qua 2 mối tình. Rồi, chị chia sẻ về 2 mối tình đó giúp em ha. Mình cứ tự chủ động mình chia sẻ, đừng chờ em hỏi. Rồi, chị chia sẻ về 2 mối tình đó nè. Bây giờ chia sẻ gì đây? Là chị yêu bao lâu, rồi sao mà quen, lý do sao mà mình chia tay á chị? Mối tình đầu thì từ lúc cái thời cấp 3 thì đó cũng như là mối tình của lúc thời đi học thôi, chỉ yêu thoáng qua rồi thấy không hợp rồi chia tay. Còn mối tình gần đây nhất thì cũng quen nha, là không hợp nên chia tay. À, cái này là chị chia sẻ chi tiết để em biết ha, để em rút kinh nghiệm cho cái người sau á, mình không có lặp lại như cái người trước á. Là không hợp ở điểm nào chị? Do bạn gọi là bạn cho cái môi trường mà bạn ít quan tâm, ít chia sẻ là gì á. Là có làm cùng ngành với mình không? Không cùng ngành chị. Rồi là cái mối tình đó chị kéo dài bao lâu rồi chia tay? Khoảng 2 năm chị. Rồi ví dụ như là trong cái môi trường làm việc của mình á, mình không có ai phù hợp hay sao chị? Trong cái môi trường làm việc của mình á, không có ai phù hợp hay sao? Tại thật ra là ở môi trường này cũng có nhiều người phù hợp, nhưng mà mình tại mình chưa thấy ai hợp với ý của mình hết. Trời, vậy chắc mình cũng khó, cũng kén dữ ha. Đúng không? Dạ, cũng hơi khó. Rồi. Bây giờ vô cái tiêu chí của mình đi, mình mong muốn tìm bạn trai làm sao nè? Nghề nghiệp ổn định. Thứ nhất là, thứ hai là phải tuyệt đối trung thành. Rồi biết tôn trọng gia đình mình với mình thôi. Chỉ yêu cầu nhiêu thôi.
Rồi về ngoại hình, tuổi tác, vùng miền này kia thì sao chị? Thì tuổi tác thì nói chung là cũng không quan trọng lắm, nhưng mà cũng không nên quá tuổi, gọi là quá lớn tuổi, còn nhỏ thì không nên ngỏ quá. Cho em cái độ tuổi cụ thể chính xác đây nè, nó nằm trong khoảng bao nhiêu? Ví dụ như là hiện tại thì nếu mà lớn tuổi thì phải dưới 40. Nếu mà nhỏ tuổi phải trên 32 hoặc là 33 tuổi. Rồi, trên 32 tuổi ha. Rồi đang ở khu vực nào thì được, hay là đang làm việc Sài Gòn được không? Nếu như được Sài Gòn thì cũng được, nhưng mà nếu mà được tốt hơn thì có thể dùng tỉnh thì cũng tốt hơn. Coi như là có, nếu mà ở khu vực miền Tây thì vẫn được ha. Vâng. Rồi, chị có điểm gì không thích ở người đàn ông không? Chị không thích cái tính gọi là gia trưởng, bản sản. Không thích gia trưởng, kibom, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi ok, nếu mà chị lấy chồng chị có làm dâu được không? Được chị. Vẫn làm dâu được ha. Rồi, ok, chị có tài lẻ hay năng khiếu gì không chị Phượng? Sao chị? Chị có tài lẻ hay năng khiếu gì không? Tôi cũng không có năng khiếu gì. Thì là đi học rồi làm anh ấy gì thôi, chứ cũng không có năng khiếu gì. Dạ rồi, ok chị Phượng ha. Thì hôm nay chỉ là cái buổi cát đầu tiên thôi, nhưng mà hy vọng nếu mà mình được chọn vào cái phần làm nội dung lần 2 á, thì mình sẽ cởi mở hơn, mình chia sẻ nhiều hơn với tụi em nha. Tại vì biên tập sẽ là cái người tìm cái người bạn trai phù hợp nhất cho mình, cho nên là mình càng cởi mở thì biên tập sẽ càng hiểu về mình và hiểu được cái mong muốn mình có một cái gu bạn trai như thế nào để mà tìm cho nó phù hợp nhất ha. Rồi cái gì chị đợi thông tin từ chương trình nha. Rồi, cảm ơn chương trình nha. Dạ, mình xong rồi đó chị bấm nút đỏ thoát cuộc gọi giúp em nha chị. Dạ, cảm ơn.